Back in my bag and I got bragged to do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on it. Một cảm giác rất là rô mốt giả mau chú nhé. Ủa sao chị lùi lại vậy? Nhập đất rồi. Oh my god luôn hả? Tất cả mọi người, chúng ta tập trung về đây. Té à. Té hả? Dạ. Ủa bị té hả? Không sao ạ. À, chúng ta vừa có những giây phút mà rất là hồi hộp, gây cấn với một cái màn xuất hiện vô cùng ấn tượng. Đó không phải là thử thách. Hả? Thử thách nằm trong chính cái vòng tròn mà chúng ta đang đứng ở đây đây. Chúng ta sẽ được bọc xung quanh mình bằng một trái banh hơi rất là to. Và sau đó, nhiệm vụ chúng ta chỉ cần chạy, ủi, ăn. Chỉ cần đội nào mà lọt ra ngoài là thua. Chúng ta sẽ có 3 hiệp. Mỗi hiệp 5 phút, đội nào chiến thắng 2 trên 3 hiệp sẽ là đội chiến thắng thử thách này. Và sẽ được những cái ưu tiên đặc quyền cho những thử thách tiếp theo. Đặc quyền đó là gì vậy? Cái đó là bí mật. Trời ơi. Chơi xong mới biết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu đầu tiên. Đến từ vận động viên Ngoại Vũ Hà và vận động viên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vỗ tay. Ngoài ơi, mày mà thắng tao, tao sẽ nghỉ chơi với mày. Làm gì, làm gì? Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tao sẽ nghỉ chơi với mày. Cố lên. Ai ơi, ghê vậy, ghê vậy, ngoài khỏe vậy. Chưa, thắng rồi, mày đẹp đây rồi. Chưa lật chưa lên ngoài. Mình có va không hả xí, mình có va không? Chưa vậy, chưa vậy, ngoài quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Đó là Hoa hậu Thiên Ân và Hoa hậu Hoàng Phương. Nhưng trước khi đến với lượt thi đấu này, xin góp vui một tiết mục văn nghệ, đó chính là múa bơm bướm. Múa bơm bướm. Rồi vô 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 vô. Ê, 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 rồi rồi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Ủa là sao má? Không. Lên. Lùi, lùi ra xa, dốc nó xuống. Cố lên. Ủa chị ơi. Ủa chị ơi. Đẩy nó, đẩy, đẩy cái bông tròn, đẩy nó bông tròn. Dòng vô cho nó lăn ra. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Em, dòng vô anh. Không đúng đâu. Đánh lăn ra không sao chưa đó, đó, được đó, dọc nó lăn ra, đó, 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 đánh ra lấy chân đẹp, cho nó lăn ra. Đó, đó, trời ơi, đâu, không thấy nào mà vậy, đứng mạnh lên. Đúng đó, dậy con mặt dậy. Dậy. Đúng rồi, Phương ơi. Đúng rồi. Đó, đứng lên, đứng lên, đó, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ngồi im vậy, nó không làm được gì. Ngồi im vậy, ngồi im vậy. Đừng, đừng ngồi chỗ này, ngồi im. Đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài. Trời ơi, con ơi, con ác lên. Trời ơi con ơi, con ác lên. Ngồi lên, ngồi dậy, ừ đứng yên, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Dọc nó cho con. Ngồi im, ngồi im vậy luôn. Đó, 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 đúng rồi, đúng rồi. Lăn ra, lăn ra ngoài, không sao. Ủa nó nghe nè, ngoài ơi vô nghĩa lắm, mà cố thủ rồi. Sao không đứng lên được. Ôi ơi.
trời hả người? Thôi, đây, đây. Rồi, đi ra hết. Anh ngoan. Chạy ngoan 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 ngoan. Đi ra hết. Anh ngoan 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 ngoan. Bà ngoại. Đi ra. Ngoại ơi ngoại. Đi ra. Cái gì? Rồi, để hỗ trợ. Rồi sao bà hỗ trợ được? Con đứng đây, đứng đầu gió, đứng đầu gió. Sao mình rộng tới, hiểu chưa? Nó có chiều gió, hiểu chưa? Không đứng lên được. Bị kẹt đầu gối rồi. 1, 2, 3, lên. Lấy cái tí tông ầm xuống ngược lại đi. Ngược lại với ngược vậy đi nè. Rồi mày thọt cái đít ra. Lấy chân nha, tính thọt cái giò nha. Rồi, đứng lên. Rồi. Quá cao. Rồi. Mày tránh ra đi. Rồi. Rồi mời ra ngoài. Ra khỏi vô ơi. Rồi vô. Tiếp tục. Dập nó con. Hát mambo. Mambo. Né qua chị đi. Tông lại liền. Rồi, có thưởng. Đâu hơn nữa rồi. Ráng đi. Còn mấy bây giờ nè, chị cuộn tròn đi rồi em lăn ra cho nó gọn. Coi chân trái xa ra. Úp ngược lại vậy nè. Rồi. Anh Nguyễn. Rồi dập tới. Rút chân ra. Trời ơi. Cứu tôi. Rút chân ra chưa. Rút chân ra chưa. Rồi tiếp tục. Dạ. Tao mệt quá trời ha. Chơi ra lẹ đi. Quay lại. Không quan bên, không quan bên. Né quan bên. Nè nó chơi cái gì mà đây. Né mạnh quan bên. Vương. Né mạnh quá. Đến. Hút liền. Ủi lại. Cố lên. Cố lên. Luôn bên trong, đừng có bên ngoài. Rồi, đây, chạy ra phải, ngoài phải. Rồi, hút liền, quay lại hút liền. Đúng không? Còn một phút, ngã lên. Nghỉ lên, hơi đi. Rồi, chơi. Tấn công. Ừ. Né qua. Rồi, dùng cái dài. Đẩy luôn. Đánh cho nó đầy đó. Trời ơi, nó chờ. Nó tức ghê luôn đó trời. Ôi trời. Có thời gian chưa? Người ta là chị em mà. Trời ơi, tao tức quá trời ơi. Phương nè, ok không vậy? Biết sao không? Mày đau cái gót chày rồi. Nuôi con nuôi cháu lớn lên để cho nó thắng. Mà nó không thắng, nó huề là như thế nào? Tội nghiệp chị con. Chị con cái gì? Con có thấy không, bản thân này mà nó đè ngoài ra nó chơi, thấy chưa? Đây, để im. Lấy cái giỏ. Đứng lên. Đứng lên được chưa? 1, 2, 3. Đó, đứng lên. Chị em thấy chưa? Mày đâu lưng thật của đám lưng mày mà. Ra đây. Hồi đó rồi mày thấy người ta chơi chưa? Rất là pha play. Pha play là cái gì? Là chơi được pha play. Là chơi đẹp. Ai như mày, trời đất ơi mày chờ thôi, mày đẩy ra ngoài. Chúng ta chỉ còn có 30 giây thôi. Bây giờ chạy vòng. Quá mệt rồi. Hay là vòng này vòng quyết định quá lắm. Quá mệt rồi. Hai con thần kinh. Hai con đừng có chơi nữa. Trời ơi, hai cái bài xì thắng đi. Thắng luôn. 20 giây cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di động dài xì em héo hết. 10, 9, 8, 7, 8, 7, 15, 15. Rồi, tông đi. Rồi, tông đi. 13. Tông đi. Tông mạnh lên. Đâu. Tiếp luôn Phương. Rồi. Cố lên mạnh lên. 3 7
Vào, lấy thế, lấy thế. 5 4 Cái gì vậy bà nội? Trời ơi là trời. 2 1 Hết giờ. Theo ra quê. Hết nói chuyện nổi rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt tiếp theo. Trời ơi, chơi đi. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời quá khó rồi. Cố lên. Mẹ trái. Alo, đi thẳng đi. Trái vòng ngược đầu lại ngoại ơi. Rồi xa mang em thật xa. Ngoài ơi. Xin hãy hôn anh thật lòng. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh buồn rồi sẽ mang em thật xa. Trời ơi, kết quả đã có. Vòng này đội anh Đàm Vĩnh Hưng là đội chiến thắng một điều. Từ lại mệt dễ sợ luôn anh ơi cầm sự luôn á anh ơi. Với lượt đầu tiên thì đội chiến thắng là đội của ngoại Vũ Hà, lượt thứ hai thì là Quề, lượt thứ ba đội chiến thắng là đội em Đạt Vĩnh Hưng. Tôi đưa thẳng đi đi đi, kệ đi. Ngoại con kia cháu ngoại bên kia. Trời ơi, lộn bên kia rồi. Và kết quả chung cuộc đó là thử thách này hai đội đồng hàng. Chơi người chơi mày ơi. Ngoại rồi, ngoại nói một câu gì đó với chương trình đi. Chương trình ơi, lần sau khách mời đừng có đầu đi vô đi chơi ngu. Trời ơi chết luôn á, mệt thiệt. Hai đứa mày ngu lắm. Đi về con. Trời ơi hai đứa ơi.